sexy, kiểu dáng rất là điệu đà nữ tính nha, sexy và dễ mặc cực kỳ luôn. Do đó là lưng thun ha, lưng thun lại vì dệt kim tuyến cho mình đó nè. Cái màu nó là màu nhũ vàng, màu gold nha, rất là đẹp. Và lớp lưới ba lớp cho mình nha, bên ngoài là một lớp lưới giặt ly, bên trong là có lớp lưới, lớp lưới không giặt ly nha, nó phối như vậy nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn ha. Và ở đây là nó có ba sợi dây hạt rất là lấp lánh luôn ha. Nó thiết kế bên trong nhìn nó cũng rất là sang, vừa sang và nhìn rất là hay nha. Lớp trong cùng là lớp vải lót ha, lớp thun thun hình sự luôn, hàng này của xưởng hàng cao cấp ha. Và shop lấy được với giá rẻ, bán với giá rẻ cho các bạn luôn, rồi giá chỉ có 230.000 thôi. Hàng về là có hai size XL và 2X nha, hình như có 3X nữa thì phải, nhớ rõ. Lưng là lưng thun nè, co giãn dễ mặc cực kỳ luôn và nó không kén dáng ha. Mình nghĩ size XL này chắc cỡ 70kg đổ lại là mặc vừa đó. Hàng là có size ha, các bạn có thể phối với lại chiếc áo thun kiểu ha. Do là cái váy này nó kiểu nữ tính điệu đà cho nên mình đã chọn cái mẫu này để phối cho các bạn xem nha. Cổ tròn và tay có phối ren lưới đó, đi nguyên một tông nhìn rất là hay luôn. Nguyên một bộ vậy mình mặc trên tiệm cũng ok.